Hello, xin chào, toàn là bệnh nhân sâu công nghệ nghe lén 1.0 online 0886992345. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người cái dòng sản phẩm camera ngụy trang ngay trước cốc sạc iPhone nữa nhé. Đó, đây là sản phẩm này. Thì sau đây mình sẽ mở sản phẩm ra giới thiệu cho mọi người về dòng sản phẩm này cũng như là hướng dẫn mọi người cách sử dụng chi tiết nhé. Đó, đây là cái mẫu cốc sạc này. Đó, cốc sạc màu đen bạn nhé. Đó. Chức năng của chiếc cốc sạc này là có thể xem được trực tiếp trên điện thoại từ xa, có wifi 3G và 4G, hình ảnh là full 4K các bạn nhé. Đó, đi kèm theo quý vị sẽ gồm có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng thôi. Đó, đây là tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết của đơn vị nhà mình bạn nhé. Đơn vị nhà mình tự soạn thảo ra. Đó, thì trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này sẽ có chi tiết này. Đó, bước đầu tiên sẽ tải ứng dụng điện thoại này, khởi động camera lên này, đó, kết nối wifi của camera để xem này. Kết nối xem từ xa như nào. Đó. Ở trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này sẽ có chi tiết các bạn nhé. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm là camera ngụy trang trước cốc sạc iPhone này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số này cho mình đây. Các bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn hỗ trợ miễn phí cho các bạn nhé. Đó, và các bạn là đăng ký kênh YouTube Đức Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc bạn nhé. Và đặc biệt hơn là khi bạn đăng ký kênh YouTube Đức Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Đơn vị mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải app và điện thoại rồi kết nối làm theo như video clip này của mình là có thể sử dụng cho các bạn nhé. Đó, thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số cái nút ở trên cái camera này và đi vào hướng dẫn sử dụng chi tiết cho mọi người bạn nhé. Đó, đây là mắt camera này. Đó. Đây mặt đây sẽ là cái đầu ra các bạn nhé. Các bạn vẫn có thể cắm cốc sạc điện thoại, các bạn vẫn có thể sạc pin điện thoại được như bình thường. Đó, ở trên thiết bị đây sẽ có hai cái lỗ này. Đó, sẽ có một cái lỗ là một lỗ báo đèn và một lỗ reset các bạn nhé. Đó, thì để reset camera thì bạn sẽ dí liền vào nút nút này khoảng 10 giây là các bạn bỏ tay ra là cái thiết bị này sẽ tự động reset các bạn nhé. Dưới đây sẽ là khay cắm thẻ nhớ đây. Đó, đây khay cắm thẻ nhớ đây. Đó, mình đã chuẩn bị sẵn cái thẻ nhớ là 32GB rồi, mình sẽ gắn vào. Bạn sẽ gắn vào như này. Đó, sau đó sẽ cắm vào cốc sạc điện thoại nhé. À, cắm vào cái ổ điện bạn nhé. Đây. Đó, các bạn sẽ cắm vào cái ổ điện như này. Đó, thì để sử dụng thiết bị nhé, thì bạn sẽ cần tải cho mình một cái ứng dụng trên điện thoại là ứng dụng Nút Cam. Bạn nào dùng điện thoại iPhone thì bạn vào cả App Store tải này. Đây, các bạn sẽ kết nối wifi. Kết nối wifi rồi tải ứng dụng về nhé. Đây. Đó, các bạn sẽ tải cho mình cái ứng dụng là Nút Cam. Đó, các bạn tải cho mình cái ứng dụng là Nút Cam có biểu tượng màu xanh như này các bạn nhé. Thì mình đã tải sẵn cái ứng dụng Nút Cam này về điện thoại rồi. Thì bước tiếp theo bạn sẽ thoát màn chính. Đó, các bạn sẽ vào một cài đặt của điện thoại. Kết nối wifi. Tải xong thì các bạn sẽ kết nối wifi của camera này. Đó, các bạn tải ứng dụng Nút Cam xong nhé. Các bạn sẽ kết nối wifi của camera phát ra này. Đó, sau đó bạn sẽ vào trong cái ứng dụng là Nút Cam các bạn vừa tải về. Đó, sau bạn sẽ chọn một cancel cho mình nhé. Thì khi bạn chọn một cancel xong thì trên mình sẽ hiện chữ là device online. Để xem thì bạn sẽ chọn một chữ online. Rồi bạn sẽ chọn một cancel là xem. Đây, mình sẽ quay trước cho bạn xem. Đó, khi mà hình ảnh nó bị ngược như này nhé, thì bạn sẽ ấn vào cái nút mà hai hình tam giác này. Đó, là đảo chiều hình ảnh bạn nhé. Để đảo chiều làm sao cho thuận chiều nhất bạn nhé. Đây. Đó, đúng với chiều các bạn xem nhất. Đó, cái hình cái loa này sẽ là các bạn có thể bật tiếng này. Đó, do camera và cái điện thoại của mình đang ở gần nhau nên là sẽ bị xung đột thanh bạn nhé. Còn khi các bạn đã kết nối xem từ xa rồi thì cái tiếng vọng như vậy sẽ mất đi. Đó, bạn nào muốn chụp ảnh bạn sẽ chọn cái máy chụp ảnh đây, sẽ là chụp ảnh màn hình. Đó, các bạn nào muốn lưu lại video thì bạn sẽ chọn ở bên cạnh của máy chụp ảnh đây, sẽ là chế độ lưu video. Đó, 3 giây, 4 giây, 5 giây bạn nhé. Các bạn muốn lưu video bạn sẽ bấm lần nữa là sẽ tự động lưu video vào trong cái app là Nút Cam. Đó, còn hai hình tam giác này là vừa rồi mình giải thích cho bạn rồi, sẽ là đảo chiều hình ảnh bạn nhé. Đó, hình mặt trời đây sẽ là giúp bạn chỉnh ánh sáng này. Ví dụ như các bạn muốn cho ánh sáng nơi bạn gắn camera ấy, mà thiếu ánh sáng bạn sẽ cho cái chế độ sáng nó cao lên. Còn nếu mà thừa ánh sáng bạn sẽ giảm cái độ chế độ sáng đi bạn nhé. Đây, mình sẽ để ở giữa cho cân bằng. Đó. Còn hình quả cầu đây sẽ là giúp bạn chỉnh màu này. Đó, các bạn cho màu đậm này. Cũng như các bạn có thể cho màu nhạt bạn nhé. Đây, mình sẽ để ở giữa cho cân bằng nhé. Đó.
cái chế độ mà hình mặt trăng này sẽ là chế độ quay ban đêm nhá. Đây thì khi bạn bật cái chế độ quay ban đêm lên, hình ảnh nó sẽ trở về đen trắng bạn nhé, và phạm vi các bạn quay ban đêm được khoảng 8 đến 10 mét, rất là xa. Đây đó, mình sẽ bật cái chế độ ban ngày lên. Khi bạn bật chế độ ban ngày lên thì hình ảnh nó sẽ tự động có màu đó. Nó còn cái đèn trên thiết bị nhé, đây cái đèn trên thiết bị đây các bạn nhìn nó sẽ sáng cái đèn đây đúng không đó. Đây mình sẽ dơ lên nghe cho bạn nhìn dễ nhìn. Đó, sẽ sáng đèn đúng không? Các bạn sẽ bấm cái bóng đèn này là cái đèn trên thiết bị sẽ tự động tắt đi. Đó, bật đèn lên này. Đó, là cái đèn sẽ tự động bật lên bạn nhé. Đây. Nói chung là bật hay tắt là do mình thôi. Mình thích bật hay tắt thì mình sẽ thao tác trên app. Đó, còn cái chế độ 1080 này là giúp bạn chọn cái độ phân giải hình ảnh bạn nhé. Ví dụ các bạn chọn độ phân giải hình ảnh nó cao lên thì bạn sẽ chọn đến 4K thì hình ảnh rất là nét luôn bạn nhé. Đây. Đó, không bị rung giật gì hết. Đó. Đó là mình đã kết nối với wifi của camera để xem bạn nhé. Thì sau đây mình sẽ vào trong cái ứng dụng là nút, mình sẽ vào một cài đặt chung và rồi sẽ hướng dẫn mọi người một số cái cài đặt cơ bản là trong ứng dụng này bạn nhé. Cài đặt này, rồi bạn chọn mục device setting. Thì trong cái mục device setting này thì ứng dụng sẽ hiện tổng quan những cái mục cài đặt trong này. Thì mục đầu tiên sẽ là mục là modify password này. Đó, mục này là giúp bạn đổi mật khẩu của cam bạn nhé. Mật khẩu mặc định của cam sẽ là 123456. Các bạn muốn đổi mật khẩu như nào thì bạn sẽ chọn mục là lưu password này. Rồi confirm các bạn nhập lại mật khẩu rồi chọn ok là được thôi bạn nhé. Đó, tiếp theo sẽ là mục là SD card setting. Mục này là giúp bạn là bật cái chế độ là tự động lưu video bạn nhé. Đó, các bạn sẽ gạt hết tất cả sang màu xanh. Đó là bây giờ các bạn chỉ cần cắm cái cốc sạc này vào ổ điện thôi là cái camera này nó sẽ tự động lưu đoạn video vào trong thẻ nhớ được bạn nhé. Mục video duration này là các bạn sẽ chọn cái độ dài của video. Ví dụ bạn chọn độ dài video là 5 phút thì camera sẽ tự động lưu những đoạn video có độ dài là 5 phút một đoạn. Và các bạn chọn 30 phút thì camera sẽ tự động lưu đoạn video có độ dài là 30 phút một đoạn cho các bạn nhé. Đó, bao giờ đầy thẻ nhớ nó sẽ tự động xóa những đoạn video cũ đi và lưu những đoạn video mới vào. Đó, total đây sẽ hiện là cái dung lượng bộ nhớ của camera này. Đó, tiếp theo sẽ là free space sẽ là cái dung lượng còn thừa bộ nhớ có bao nhiêu sẽ hiện bên dưới. Đó, còn format là giúp bạn xóa tất cả dữ liệu đi để thẻ nhớ thành một thẻ nhớ trống bạn nhé. Đó, tiếp theo nữa rất là quan trọng là mục wifi setting. Đó, thì trong mục wifi setting này thì cái camera sẽ tự động tìm ra những wifi xung quanh. Ví dụ như nơi bạn gắn camera này ở cửa hàng của bạn đi thì camera sẽ tự động tìm ra wifi xung quanh ở trong cửa hàng của bạn. Và các bạn gắn vào trong nhà xưởng của bạn nhé thì cam sẽ tìm ra wifi ở xung quanh trong nhà xưởng của bạn nhé. Đó, bạn chỉ cần nhập mật khẩu wifi vào thôi. Đó, rồi bạn chọn ok. Đó là điện thoại bạn đi đâu chỉ cần có wifi 3G và 4G thôi là có thể xem được trực tiếp từ xa hết bạn nhé. Đó thì vừa rồi mình đã hướng dẫn mọi người cách sử dụng chi tiết của chiếc camera ngụy trang hình chiếc cốc sạc cốc sạc iPhone. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm camera ngụy trang này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0886992345, các bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn hỗ trợ miễn phí cho các bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh YouTube Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc bạn nhé. Và đặc biệt hơn là khi bạn đăng ký kênh YouTube Đăng Phát thì bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Đơn vị nhà mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng vào điện thoại rồi kết nối làm theo như video clip này của mình là có thể sử dụng cho các bạn nhé. Và thì video mình xin kết thúc tại đây. Xin chào lại mọi người ở những video clip sau.